Thưa quý vị những người thường xuyên rút tiền ở cây ATM chắc chắn sẽ cần phải rất lưu ý với thông tin ngay sau đây, khi mà lực lượng chức năng đang truy tìm nghi phạm gắn các camera siêu nhỏ vào các cây ATM. Chúng có thể sao chụp theo dõi số thẻ và mã PIN của các khách hàng để thực hiện hành vi phạm tội. Sự việc được phát hiện vào giữa tháng 9 khi khách hàng tới cây ATM ở trung tâm thương mại PMC do ngân hàng BIDV Hà Tĩnh quản lý để rút tiền xong thấy ô nhựa đặt phía trên bàn phím dùng để bảo mật thông tin cá nhân khi bấm mật khẩu có dấu hiệu bất thường. Cảnh sát xác định, dưới ô nhựa sát bàn phím của cây ATM được gắn camera siêu nhỏ. Những thiết bị này kết nối với điện thoại của nghi phạm. Khi khách hàng vào rút tiền, dữ liệu về mã pin seri thẻ sẽ bị camera ghi lại. Kẻ gian sử dụng dữ liệu này để làm thẻ giả rồi rút trộn tiền. Công an Hà Tĩnh nhận định, hai nghi phạm nhiều khả năng là người nước ngoài và đang cho lực lượng công an truy tìm. Đây là lần đầu tiên Hà Tĩnh xuất hiện thủ đoạn đánh cắp dữ liệu tại cây ATM. Cũng trong tháng 9, công an thành phố Vinh tỉnh Nghệ An đã phát hiện hai người Trung Quốc hai lần lén cài các thiết bị điện tử vào một cây rút tiền ATM để đánh cắp dữ liệu khách hàng phục vụ cho việc làm thẻ giả.